Hello xin chào tất cả anh chị em đã quay lại và kêu của một kênh Nguyễn Quy Ruby thì trại của Nguyễn Quy Ruby ở Tân Thới Phong Điền Cần Thơ đem quay sơ một số dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby như Dumbo Big Air Latium rồng đỏ BDS thắc Môn anh chị em đây rồng đỏ BDS Thác Môn cực kỳ đẹp luôn giá cực kỳ rẻ luôn thì trại của Nguyễn Quy rugby ở Tân Thới Phong Điền Cần Thơ em quay sơ một số dòng cá tập chơi và tỉnh giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby đây là full ghép blue e rồng xanh latium thì bên em cũng cập nhật dòng đầu tiên cho anh chị em chơi giá cực kỳ rẻ cực kỳ quốc dân được mang tên đó là dòng coi đỏ gene nghe anh chị em coi đỏ gene thì combo 5 cặp chỉ có 150 k thôi giá cực kỳ rẻ cực kỳ mềm luôn xây là xây sinh sản luôn Số lượng cực kỳ nhiều luôn, anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo của bên kênh Nguyễn Huy Ruby. Có game trên góc phải màn hình thì bên kênh Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Huy Ruby đợt tháng 11 này. Tiếp theo là một dòng cá cực kỳ đẹp được mang tên là Blue Ta Blue Ta thì combo 5 cặp cũng chỉ có 150k thôi anh chị em ơi, đầu màu xanh xanh như cái nón bảo hiểm để bảo vệ nữa đó vây cực kỳ đẹp không giá cực kỳ rẻ cực kỳ mềm bờ lưu ta sân combo 5 cặp chỉ có 150k thôi anh chị ơi giá cực kỳ rẻ luôn thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k phí ship toàn quốc thì bên em sẽ là 40k bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng shop để anh chị em chơi và anh chị em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng tiếp theo là dòng coi Get e Nghe anh chị em coi get e tiện giống thì chỉ có 80k một cặp thôi. Bên em sẽ bán giá mềm cực kỳ mềm cho anh chị em chơi luôn thì chống máy đều lên tay bơi cực kỳ đẹp luôn. Có những con lên lưng cực kỳ sâu luôn anh chị em. Coi get e tiện giống chỉ có 80k một cặp thôi. Tiếp theo là dòng H Blue BDS Btel H Blue thì chỉ có 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 250k thì anh chị em ơi. Thì vay đôi BDS cực kỳ đẹp phải không? vai bydios hmoon cực kỳ đẹp luôn, giá cực kỳ rẻ luôn. Hblue bds bteu chỉ có 60k một cặp. Combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn chị em ơi. Số lượng cực kỳ nhiều luôn. Tiếp theo là dòng rồng đỏ bds hmoon nha anh chị em. Rồng đỏ bds hmoon thì anh chị em bắt lẻ là 80k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 300k. Combo 10 cặp thì là 500k thôi, bên em sẽ xả giá cực kỳ mềm cho anh chị em chơi luôn. Rồng đỏ BDS Thắc Môn lẻ 80k một cặp, combo 5 cặp thì là 300k, mà combo 10 cặp thì chỉ có 500k, thân chị mai giá cực kỳ mềm luôn. Thì đây là con cá máy của con rồng đỏ BDS Thắc Môn, thì anh chị em say là xây sinh sản luôn anh chị mai số lượng cực kỳ nhiều luôn. Thì đợt này bên em cũng có cập nhật các dòng cá lóc vây xanh, nếu chị em muốn mua cá lóc vây xanh thì có thể coi tới cuối video, em sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em. Tiếp theo là dòng H Meta Brutale anh chị em Meta Brutale thì chỉ có 70k một cặp thôi Anh chị em bắt combo 5 cặp Thì chỉ có 300k thôi Giá cực kỳ mềm luôn Meta Brutale 70k một cặp Combo 5 cặp thì là 300k anh chị em Giá cực kỳ rẻ luôn Thì tiếp theo Một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp Được mang tên là dòng cá cực kỳ đẹp quá trời luôn chị em ơi được mang tên đó là dòng rồng xanh la tiêm rồng xanh la tiêm thì chỉ có 70k một cặp thôi nha chị em combo 5 cặp thì chỉ có 300k thôi thì anh chị em thấy trên thân mình của nó có một lớp lưng full la tiêm cực kỳ đẹp say là say sinh sản luôn anh chị em thì chút xíu sẽ quay con cá mái con rồng xanh la thì sẵn đây em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy cực kỳ đơn giản cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh của Nguyễn Quy Ruby thì chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị em yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho chị em các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby tiếp theo em cập nhật trên chị em chơi đó là dòng Dumbo Benda nghe anh chị em Dumbo Benda thì chỉ có 70k một cặp thôi Giá cực kỳ rẻ luôn Cực kỳ hữu nghị luôn Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo Để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby Sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em Thì Dumbo Benda này ăn trước là nó màu thân trắng Ân sau là màu thân đen nghe anh chị em Dumbo Benda chỉ có 70k một cặp thôi anh chị em ơi Giá cực kỳ rẻ luôn Tiếp theo là dòng cá được lai like tạo từ con full ghép Blue Air xin lỗi dòng cả mang tên là full ghép blue air thì chỉ có 50k một cặp thôi anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 200k thôi thì dòng này được lai tạo từ con Dumbo Red Tail và con full ghép bds anh chị em nên mang tên là full ghép blue air thì xây là xây sinh sản luôn số lượng cực kỳ nhiều luôn anh chị em combo 5 cặp chỉ có 200k thôi anh chị em bắt lẻ thì là 50k một cặp thì Tiếp theo là một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp được mang tên là Dumbo Beat Elatium tiện giống. Dumbo Beat Elatium tiện giống thì cũng chỉ có 80k một cặp thôi anh chị em. Xay là xay sinh sản luôn anh chị em. Tai bơi xanh đậm bản đuôi đỏ BDH bạn đuôi đỏ nhỏ lưng là lưng full la Dumbo bit e Latium tiện giống chỉ có 80k một cặp thôi giá cực kỳ rẻ cực kỳ mềm luôn anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại zalo của bên kênh Nguyễn Quy ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em tiếp theo là dòng Ivory Nghe anh chị em Ivory thì chỉ có 70k một cặp thôi size là size sinh sản luôn giá cực kỳ đẹp luôn số lượng cực kỳ nhiều luôn anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại zalo của bên kênh Nguyễn Quy ruby có ghi trên góc phải màn hình hoặc là chị em điện trực tiếp cho em cũng được thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k Phí ship toàn quốc là 40k Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng shop Để anh chị em chơi và không tính phí thùng shop Anh chị em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng Và có chính sách bảo hành chế độ bảo hành riêng biệt Đối với kênh của Nguyễn Quy Ruby Đây là con cá máy của ngai Ri Nên anh chị em cực kỳ đẹp không Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi Đó là một dòng cá lóc vây xanh cực kỳ đẹp được mang tên là lóc vây xanh lóc vây xanh thì chỉ có 90k một con thôi anh chị em ơi giá cực kỳ rẻ luôn đây cá lóc vây xanh là chị em thấy không lóc vây xanh chỉ có 90k một con kỳ của nó là xanh hai cái vây của nó là xanh đậm cực kỳ đẹp luôn tay bơi là tay bơi bớm luôn anh chị em lóc vây xanh chỉ có 90k một con thôi nếu chị em muốn bắt chống máy có liên hệ bên kênh của Nguyễn Quy Jopi sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. thì cuối video bên em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ kênh Nguyễn Huy Rugby trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại một lượt like, một lượt bình luận, một lượt subscribe đăng ký kênh để kênh cá cả cảnh Nguyễn Huy Rugby làm những video mới mẻ, chân thành, hấp dẫn dành tặng cho anh chị em. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ kênh Nguyễn Huy Rugby trong suốt thời gian qua.